Active, công ty chuyên về marketing, tư vấn phát triển thị trường tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trở lại sau kỳ nghỉ năm mới, lịch làm việc của công ty nay hầu như đã bỏ trống cả ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Quy định mới tuy chỉ có tính ràng buộc với các cơ quan nhà nước, đồng thời cho phép làm việc nửa ngày thứ Sáu, nhưng Active muốn đi xa hơn, chỉ làm việc 4 ngày một tuần. Ban đầu mọi thứ khá khó khăn khi các nhân viên bỗng thấy mình thiếu đi một ngày trong tuần để làm việc. Nhưng ở chiều khác, chúng tôi thấy người lao động đến cơ quan với một tâm thế sảng khoái, tràn đầy năng lượng, tập trung hơn và tinh thần làm việc rất cao. Quy định mới cũng khuyến khích các cơ quan cho nhân viên làm việc từ xa nếu hoạt động trong nửa ngày thứ Sáu. Việc rút ngắn thời gian làm việc với các văn phòng xử lý thủ tục hành chính như tại đây gây băn khoăn hơn cả. Tuy nhiên, nó đang gắn liền với những tư duy mới trong cách vận hành bộ máy. Chúng tôi tin rằng sự hạnh phúc của nhân viên chính là cội rễ cho sự hạnh phúc của khách hàng. Nghiên cứu của các tập đoàn hàng đầu cũng chỉ ra rằng tạo ra sự hài lòng cho chính các nhân viên trong bộ máy là yếu tố then chốt để cải thiện chất lượng dịch vụ, tính sáng tạo cũng như có được mối quan hệ tốt với khách hàng. Ý tưởng tuần làm việc không quá 4 ngày rưỡi được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhen nhóm kể từ đại dịch. Giai đoạn làm việc từ xa mang đến những nhận thức rõ ràng hơn về ưu điểm của làm việc linh hoạt, cân bằng giữa cuộc sống và công việc cho người lao động. Nếu như các mô hình làm việc kéo dài hiện đã không còn nâng cao hơn nữa được năng suất lao động, vậy thì chúng ta phải thử nghiệm những cách thức mới để cải thiện hiệu quả công việc. Thách thức là làm sao để chắc chắn được rằng người lao động đang thực sự cống hiến hơn. Tuy nhiên, các số liệu từ mô hình làm việc 4 ngày một tuần của văn phòng Microsoft Nhật Bản thì đã cho thấy năng suất lao động tăng vọt. Để thay đổi hoàn toàn mô hình tổ chức làm việc truyền thống hiện nay chắc chắn sẽ không thể là câu chuyện trong một sớm một chiều. Bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế. Truy cập hoasengroup.vn để mua ống kẽm trực tuyến, ống kẽm Hoa Sen, tiêu chuẩn Mỹ. Vậy nhưng những mô hình như chỉ làm việc 4 ngày trong tuần hay làm việc từ xa kết hợp làm việc văn phòng đang cho thấy những tư duy rất mới về năng suất lao động. Hiệu quả công việc sẽ không thể chỉ được đong đếm bằng thời gian người lao động ở tại văn phòng được nữa. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ vùng Vịnh.